Xin chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục lên một số cái mẫu đá mới để cho mọi người tham khảo nha. Hôm nay mình lên tất cả những cái dòng này là đa số dòng marble. Chút nữa cuối video mình sẽ lên một ít nhân tạo để quảng cáo đá nhân tạo trong kho nha. Đây, đá marble thì hôm nay mình lên sẽ rất là nhiều mẫu luôn, hơn 100 mẫu để cho mọi người tham khảo nha. Rồi những dòng Volacast này nó có rất nhiều vân mọi người. Mọi người thích thì mọi người chọn nha. Trong thời gian qua, một số anh em hỏi mình là cái chiều dài, chiều rộng và tên đá và giá cả. Thì hôm nay mình làm cái clip này á, thì mình sẽ báo chiều dài, chiều rộng và tên đá cho mọi người xem. Còn vấn đề giá cả thì mọi người liên lạc với mình qua số Zalo nhé. Vì ở đây á, YouTube người ta sẽ hạch toán, người ta sẽ quét những cái số điện thoại giá này giá kia đó chẳng hạn, thì mình không tiện đăng lên. Cái gì mọi người muốn biết chính xác thì thích cái mẫu nào thì mọi người chụp hình lại thì mọi người gửi cho mình sẽ báo giá cho mọi người qua Zalo nhé. Zalo thì số của mình là 0978727280 nha mọi người. Còn ở trên avatar hoặc ở trên hình đại diện của kênh vẫn có số Zalo nha. Mọi người có thể vô đó truy cập làm quen với mình. Thì mọi người không biết gì có hỏi mình sẽ tư vấn trả lời cho mọi người. Mọi người đừng ngại gì cả nhé. Vì trong thời gian qua mình quay những cái clip mình không ghi tên á, nhiều khi những anh em không biết cái tên đá là gì, mình cũng đã từng nói. Thì hôm nay rảnh rỗi mình sẽ ghi tên, ghi cái thứ cho mọi người xem. Còn đá này như đá marble thì chừng có 1/6, 1/8 độ dày của nó. Bình thường á, có nhiều kho đặc quyền thì người ta độ dày cao hơn thì mình không biết, và riêng ở bên mình thì 1/6, 1/8 nha. Còn granite thì nó sẽ dày hơn một chút, cũng 1/8, 2 phân thôi. Thì tất cả hôm nay mình quay marble để mọi người xem. Thì nay mai mình sẽ làm thêm clip như là clip granite hoặc là gì onyx rồi đến lamat để mọi người tham khảo từng cái dòng đá một và những dòng nhân tạo nữa. Thì anh em nào thích marble thì có thể vào cái clip này xem và chọn cho mình một cái mẫu ưng ý. Thì mọi người thích cái mẫu nào thì có thể chụp hình lại gửi cho mình sẽ báo giá và tư vấn cho anh em nha. Còn mọi người thích thi công trọn gói của cho nhà mình thì có thể liên lạc trực tiếp với mình sẽ thi công trọn gói cho mọi người. Ở bên mình có rất là nhiều đội thợ, người ta làm rất là giỏi, tay nghề rất là lâu năm, người ta sẽ làm hoàn thiện cho mọi người nha. Tại hôm nay lên rất là nhiều mẫu rất là đẹp, có cả những mẫu có thể ghép tranh được mọi người. Đấy, mình sẽ sơ sơ cho mọi người tham khảo nhé. Cũng sắp Tết rồi, mình cũng hy vọng rằng đăng lên những mẫu đá để cho mọi người xem và mua đem về làm cho căn nhà mình được khang trang thịnh vượng hơn. Thì hôm nay rất là nhiều mẫu đá luôn mọi người. Nói về các dòng đá marble thì cũng có rất là nhiều dòng, granite cũng rất là nhiều dòng, nhân tạo cũng rất là nhiều dòng, và onyx thì rất là đẹp rồi, siêu sáng. Những dòng đá hồi nãy giờ mình quay có mấy dòng như mocha nè, volacast, thì mọi người xem kỹ nha, nó lại khác vân đó nha, nó không giống vân đâu. Những dòng đá này hiện tại là đang còn ở trong kho rất là nhiều. Anh em nào cần thì liên hệ với mình nhé. Trong kênh năm nay mình quay thì nó bao gồm rất nhiều màu sắc nha mọi người. Rất nhiều màu sắc có thể phù hợp với mọi người để lựa chọn theo phong cách gọi là phong thủy. Mình chọn cái tấm đá nó hợp màu, hợp phong thủy đối với mình nó vẫn hay hơn. Cái này là đối với anh em chơi phong thủy nha.
Nên mấy tấm này là marble, vô là cách marble luôn. Ở đây nó có rất là nhiều khổ mà mọi người thích khổ nào thì chọn nha. Hôm qua hôm kia cũng có một số anh em hỏi mình là cái giá cả mà mình trả lời hoài mà anh em không hiểu với mình không có ghi cái số điện thoại Zalo gửi trực tiếp được. Mà mấy bữa mình cũng thử rồi, mình gửi mình cuối cùng bên kia thứ hai đâu có nhận được đâu. Thì hôm nay mình làm clip này mình nói vậy mong mọi người thông cảm và hiểu cho nhé. Đây các mẫu đá này rất đẹp, thi công lên là coi như là rất là tuyệt vời luôn. Đá marble thì mình thấy ở thành phố Hồ Chí Minh mình bán rất là nhiều mọi người. Đá marble như kho nào cũng có, chủ yếu là còn hàng hay không thôi. Bình thường là rất là nhiều luôn á. Mọi người cứ tham khảo nhé. Nếu mà thích được mẫu nào thì có thể chụp hình á, chụp màn hình mọi người rồi gửi cho mình sẽ báo giá cho mọi người nha. Mấy bữa mình hay quay những cái mẫu đá cao cấp. Cao cấp thì giá thành nó cao cấp thì giá nó từ Brazil, nhưng mấy cái mẫu mà bên kho mình quay á thì giá nó cao, mấy mẫu này rất là nhiều mọi người. Sau mấy clip này mình sẽ giới thiệu cho anh em một số mẫu gọi là đá nhân tạo á. Nhân tạo của Bảo Lai, của Lắc Quật, Lắc Quật để mọi người tham khảo luôn. Thì trong lúc mọi người xem clip này á, thì mọi người không thích mấy cái dòng marble thì các mọi người có thể chọn một số nhân tạo thì mình sẵn tiền mình lên luôn cho mọi người xem nhé. Ở trong kho có rất nhiều. Đây những mẫu nhân tạo mọi người, những mẫu này rất là đẹp, phù hợp lên bếp cầu thang thang máy. Đa số một số anh em có thể sử dụng mặt tiền hoặc là thăng cấp gì đó, cái đó là cho sở thích của mọi người thôi. Và hôm nay chắc mình lên sơ sơ một số mẫu vừa đá marble và đá nhân tạo để mọi người tham khảo. Mọi người xem kênh thứ hai ý nghĩa, nhớ like ủng hộ kênh giúp mình nhé. Hôm nay mới làm gì mà chắc nói tiếng hơi khang khang, có gì mọi người cũng thông cảm nhé. Hay những dòng mượn tạo rất đẹp, thơ bé ba hay là mọi người.